tự rinh luôn hả? Dạ tự rinh luôn thôi. Sống đời mà này. Cái gì chú? Có nhiều là tay mình không biết quá. Không nổi. Hôm nay 27 Tết rồi. Ít người á, mùa dịch ít người á hả? Ít người đó. lưỡi hổ. Cạn ha. Con hùm. Không có để giá. Con giấy này là nhiêu tập rồi. Ừ, đông quá giờ con biết nó hồng hồng này thấy cũng không có để giá nữa. Ở ngoài đó đó, riêng đâu rồi đó, tùy mà. Có hỏi mấy người ha. À, có để giá nè. Đâu thấy nhỏ quá có thấy đâu. Cũng thấy nhỏ quá mình đâu thấy. Bông hồng 400 ngàn. Cặp đó hả? 400 ngàn đó, không biết để cặp, đâu cặp có một chậu. Một chậu chắc. Chậu nếu mà để cặp thì ta để cặp đó này hả? Một chậu. Chậu 400 á. Rồi đẹp quá trời bông giấy. Một chậu 400. Mua cây bông hồng 500 ngàn á, về xịt thuốc, về sau để quyền nắng hết mẹ nó. Cây bông hồng 500 ngàn. Ừ, bự vậy ra. Ừ, cao quá đó không? Cao. Rồi bông nhiều lắm, không có để giá bông hồng. Rồi bông hồng chùm chùm đẹp ghê. Màu hồng phấn. Cam. Chợ bông hồng mùa dịch ai cũng bịt mũi nha. Lấy dùm chị chậu này. Nước nó giải đột quá nha. Giống mấy cái này nó bị giải đột hết sao em? Nó còn mọc ra, nó bung đột ra mà. Cái này bung đột ra mà. Ừ, nó tưởng đâu nó bằng bằng bị ngắt ra, bị đột ra. Gốc cái tiện mua không à. Cây đẹp, cây này khó lên tàn cành luôn. Phải không? Khó cho hả? Biết ai không? Khó lên. Nhớ. Có đi không? Hả? Đây mùng 9 có đi không? Mùng 9 hả? Không đi được, bị về con mùng 3 nó đi nhiều quế rồi. Chậu này em thấy cười lắm, em trồng không có trồng, khó trồng quá em trồng được. Mắng lên chị đó. Tính em về chơi mà khó trồng. Ý nói là người ta trồng về đẹp, còn khi mà mình trồng tự lên không có lên nổi. Mới mua kem mơ bông hồng 500 ngàn về hả mẹ, thuốc bông quá trời, về tới khi mình 2-3 ngày sau nó bị cháy. Chậu không biết nhiêu mà em hơi khó trồng không xong lắm. Không là cái đâu chơi không? Hôm nay không có đi chơi đâu hả? Hôm nay mới nhà không mà chị. Vậy hả? Chị có đi với bà Đu đó. Hả hả? Không đủ quá. Bởi vì mùng 3 con chị đi về Huế rồi, nhà không có ai hết. Chính nhóm em đi với em ba chị em. Có ấy không? Có về coi không? Chị quay em nghe chú học nào đó đẹp quá. Về có chị Thảo con An Khánh nó chia ra coi. Nó có cạn dừa. Cái gì? Cái cạn dừa. Cái bông cho cạn dừa nè. Đúng rồi, dừa cạn nè. Thôi thằng nãy mày nói cho bông có cái dừa. Bông ơi, hai có dừa rồi đâu. Mới chị đi Đà Lạt. Không, giờ mua cặp kia đi, cặp kia đi, để qua quán